Hello, Dung xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Dung đi theo chồng Dung, theo cái sở thích của ảnh. Ảnh muốn ghé qua cái quán cà phê của nghệ sĩ Cao Minh. Và cái quán cà phê này nó rất là lạ lẫm ở chỗ là nghệ sĩ dần vừa bán cà phê và vừa bán chợ đồ cổ luôn. Dung cũng háo hức muốn xem và tò mò thử xem ở bên trong người ta bán những gì ha. Dung mà biết trước á, là khi mà về đây Dung ghé chợ đồ cổ của nghệ sĩ Công Minh á, Dung sẽ mang những cái đồng tiền mà lúc trước Dung quay garage sale ở bên đó đó. Dung sẽ mang về thử xem định giá có giá trị hay không. Tại vì lúc mà Dung quay cái garage sale Dung thấy có mấy cái đồng tiền xu bự vậy nè. Nhưng mà mấy chục năm, hơn 100 năm nhưng mà Dung lại quên mang về mất rồi. Để vô trong nha. Thì dọc hai bên đường đi vô từ nãy giờ Dung quên giới thiệu á, là người ta cũng trang trí vào tường của hàng xóm á, đường dẫn đi vô nè, rất là dễ thương. Đó, cô chú anh chị xem nè ha, bức tường để dẫn vô cái quán cà phê á, người ta vẽ hết nguyên một cái bức tường của hàng xóm luôn, rất là hoành tráng lệ luôn. Vẽ hết luôn và dọc cái con đường đi, dọc cái con đường đi dẫn vô quán. Đó, dọc theo ấy luôn. Tôi xin giới thiệu với cô chú anh chị cà phê chợ đồ cổ ở địa chỉ 311/27 nơi Trăng Long, phường 13, quận Bình Thạnh. 311/27 nơi Trăng Long, phường 13, quận Bình Thạnh. Chợ đồ cổ thì mở cửa thứ bảy và chủ nhật từ 6 giờ tới 2 giờ. Còn quán cà phê thì mở cửa từ thứ hai tới thứ sáu từ 6 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Thì những cái ngày từ thứ hai tới thứ sáu thì chỉ có vài tiểu thương tới mở cửa hàng trưng bày ra bán thôi. Bình thường thì tập trung là bán cà phê từ thứ hai tới thứ sáu ha. Rồi, cảm ơn em. Trời ơi, trông dễ thương quá. Dung mới mua hai phiếu đi vào cổng thì mỗi phiếu trị giá là 40.000, là trong này mình có thể, một là mình order nước, hai là mình order thức ăn ha. Đó. Dung mới được biết là lúc trước là quán là của nghệ sĩ Cao Minh, của ca sĩ Cao Minh, bây giờ đã đổi chủ rồi và đổi tên thành cà phê chợ đồ cũ. Thôi mình cùng đi vô tham quan ở trong ha. À, những cái đồ đeo tay, đồng hồ. Rồi Dung thấy bên này cái gian hàng này rất là quen nè, là xe đạp hồi xưa ha. Những cái đùng của xe đạp bằng nhôm. À, những cái này là những cái đồ đeo trang trí. Nhìn sơ thì Dung cũng thấy là tựa tựa giống như là nhìn sơ cũng tựa tựa giống như là những cái gian hàng ở bên garage xe của anh mình á. Đây là quầy nước, mình có thể mình đổi vé và mình cấp đồ ăn hoặc là nước uống. Bây giờ mình đi vô tham quan đi ha. Có một quầy chip bô à. Cái này tiền hồi xưa, cái này học việc chip bô. Hôm nay có rất mơ. Đây là những đồng tiền cổ hồi xưa, nhìn rất là lạ luôn á, Dung nhìn chẳng hiểu cái gì luôn á.
Dung đang đứng ngay sân khấu rất là ồn ào nhưng mà rất là chú chầu và chú chầu luôn. Cái điện thoại này lâu lắm rồi. Đâu? Ồ. Đánh máy nè. Cái đánh máy nè. Mấy cái tem chầu à. Ôi lạ quá. Lạ quá. Rồi, tiền này là của nước mình không á hả con? Nước mình đấy. Nước mình. Nước mình. À. Này nước ngoài, này tiền của nước mình. Chắc anh là chuyên sưu tập đồ cổ hả? À. Dung cứ tưởng là ở dưới chân, Dung cứ tưởng ở dưới trần không hay đâu trên lầu nữa kìa, rất là dễ thương. Trời ơi quá chừng luôn. Này thêm là hồi xưa những chắc hồi xưa bản hiệu là đơn giản như vậy đã. Phía bên này cũng có cái nhà may nho nhỏ theo cái phong cách thời xưa. Cái thời trước giải phóng thì Dung còn nhỏ lắm, Dung cũng không có biết gì. Thôi mình đi qua đây ha. Tí nữa mình lấy nước mình lên lầu mình ngồi ha. Đi, dễ thương quá. Rồi, lần đầu tiên ghé qua đây. Bằng ủi con gà. Hồi xưa ủi bằng cái bằng ủi này nè ha. Nó cười lắm. Than nó bay ra nhiều khi á cũng bị cháy đồ nữa. Giờ tiệm này hiếm lắm, hình như cái con gà này nó hiếm lắm không anh? Nặng lắm á. Cái nhỏ xíu nè. Cũng chắc 1,5 kg á. Cái này chắc trời ơi 2-3 kg quá. Nặng lắm. Ừ đẹp quá ha. Bình trà nè quá trời kiểu luôn. Bình trà cổ nè. Trời ơi nặng quá.
này đồ lính á, đồ lính coi bộ cũng nhiều lắm anh ha. Cái hình con gà là biểu tượng gì á ha? Ai tuổi con gà chân cái này ha. Đẹp. Ô, bể bể. Rồi. Mỗi lần ở đây mà nghe tiếng bể một cái sản phẩm là uổng lắm. Này ta cũng đang quay YouTube là cái dàn xe cổ các loại luôn. Xe này bên cái nhóm của cái gì á, Huy gì á, Quốc Huy á, chắc thích lắm. Ủa sao xe lại có cái này ta? À vậy hả? Cái này á, Dạ. cái này quay lớn lắm à. Cái này mình quay cái này là xe nó mới khởi động ha anh. À cái này là Dạ. cái còi báo động. Là coi như mình chạy Hồi ngoài xưa là đường mà báo động mình muốn báo động cái gì là mình còn ngừng bây giờ xuống, hư mình xe quay. thì hú lên tao tới tao sửa. Dạ. Xe này là nguyên bản hồi xưa rồi Nguyên ha. bản Dạ. ngày cuối Ồ, cô số ý. 89 là gì ạ? 89 là năm sinh. Năm sinh. À. Là cái năm sản xuất cái xe này. 69. Năm sinh của chủ xe. À. Chủ xe luôn. Chủ xe cũng lắm. Dạ. Lạ quá. Bây giờ mình đi xe này ra đường cũng rất là đẹp luôn á. Dạ, đúng rồi. Anh nhớ hồi xưa mình có chiếc này không? Lúc mới quen nhau đi chiếc này. Hả? Chiếc xong tới chiếc này. Nhưng mà mình đi rim Thái, còn cái này là rim gì? À rim Thái hả? Đó. Hình như chiếc chiếc à này là City, còn sau đó mình đi chiếc chiếc của Thái hả? Mình mới quen á thì đi xe 78, cái sau đó lên 86, xong rồi tới Rim Thái. Cái này ngầu quá ha, hoàng tây đen. Cái nón kết cũng lạ đó, rất là lạ. Vậy là chắc cái ông đó là chủ xe luôn á. Đó. Báo động, coi như là vừa đi ngoài đường xong thấy cần hú báo động gì thì báo động. Bánh mì xíu mại, có cơm tấm. À, trời ơi. Dung đổi phiếu lấy hai loại nước, một cái cà phê đá và một cái cà phê muối. Dung thấy là mình nên tới quán này uống cà phê, trời nó thú vị vô cùng luôn, vừa được chiêm ngưỡng những cái đồ cổ, những cái vật cổ và những cái xe cổ, và được uống với không gian quán cà phê này rất là dễ thương. Bây giờ Dung sẽ đi một vòng
khám phá cái quán cà phê này, cái trên lầu nó như thế nào ha. Phía bên kia cũng có hành lang, mình đi có thể mình đi qua bên kia luôn, mình ngồi. Thương quá. Dung tới lần đầu tiên và Dung muốn trở lại nữa. Rất là hay, rất là dễ thương. Đây là đá phong thủy giữa trên sân thượng, rồi trên này có cái hồ nước ở giữa hồ, mình có thể mình ngồi xung quanh hồ mình uống cà phê được luôn á. Trong này là những cái máy âm ly cũ á, đời cũ, loa. Cái cặp loa này nhìn cũng giống hiện đại quá ha. Bây giờ mình đi xuống cái phía bên này ha, thông qua luôn á, coi như mình đi vòng tròn được hết nguyên một cái quán này luôn trên lầu á. Sao chỗ này dành cho mình? Tại vì mọi người không có thích ngồi ở phía trong, mọi người chỉ thích ngồi ở mé sát cái hành lang để ngắm thôi. Hiện tại bây giờ là Dung đang ở đây là sáng thứ bảy, Dung thấy mọi người đi tới uống quán cà phê chợ đồ cổ này rất là đông. Mà phải nói là cái quán này phải nên ghé, không cứ gì những cái cô chú anh chị lớn tuổi đâu, Dung thấy thanh thiếu niên kia cũng mới trên 20 tuổi mà cũng thích cái ghé cái quán này. Cái không gian quán nè, rồi nước uống nè, rồi những cái món ăn á, Dung thấy ai ăn cũng rất là nhiệt tình, và ăn hết thì Dung nghĩ là chắc là ngon. Tại vì Dung ăn sáng rồi chứ không phải là Dung ăn sáng ở đây luôn. Lần đầu tiên Dung ghé nơi đây mà Dung thích trở lại nữa, tại vì rất là cảm giác như là rất là thích cái không gian á, mặc dù nó nằm ở dưới cái mái che nhưng mà người ta thiết kế rất là độc đáo, là cái giật tầng á, giật tầng mái cho nên không có cảm giác là nóng. Mình đi tới đâu là có quạt rất là mạnh thổi tới đó, nhưng mà cái hơi thổi của quạt là mát chứ không phải nóng. Và cái không gian ngồi rất là thoải mái, rất là rộng rãi, tại vì rất là nhiều chỗ để cho chúng ta ngồi. Và cái điều mà hấp dẫn nhất là dàn nhạc. Dàn nhạc, chúng thấy từ nãy giờ ai hát cũng hay hết. Mà Dung thích nhất là cái anh ngồi ở giữa, nón màu trắng á, nón cao bồi màu trắng á, cong cong lên á, đó, hát hay đó. Cà phê muối á, thì cà phê muối ở đây thì nó béo này, tại vì nó có thịt kem ở trên nữa. Và cái vị nó đậm đặc, nó giống như là cà phê sữa. Ngon hơn và béo hơn cà phê sữa một chút xíu. Rất là ngon. Rồi cà phê đá nè. Xin hai em cứ yêu được em vô vô. Nói chung được à? Được. Không có Dung rất thích cái không gian ở đây. Với những cái hình vẽ như vậy, dọc cái con đường đi vô dẫn vô cái quán này, người ta vẽ lên những cái bờ tường của nhà hàng xóm luôn. Phải nói là rất là, ở đây rất là chuyên nghiệp và chỉnh chu, và Dung rất là đánh giá cao.
tìm ăn Cao Lầu Hội An, xe xích lô. Dễ thương quá. Dù hồn nghe tái đây, tìm đâu thấy những hương hồng bề. Một ngày nào đó, những cánh chim mặt gió có nghe buồn qua, xót xa, tình vui qua. Chị cảm ơn em nha. Cảm ơn em đã hỗ trợ chị. Cảm ơn em. Video về cà phê chợ đồ cổ ngày hôm nay Dung xin gửi tới cô chú anh chị xem để có thể mình biết được một cái chỗ rất là lý tưởng, có thể tới uống cà phê và có thể ngắm những cái đồ cổ, những cái xe cổ và những cái kỷ vật hồi xưa và những cái không gian, những cái bảng hiệu thời xưa rất là thú vị đối với Dung. Thì Dung nghĩ rằng là chắc cô chú anh chị khác cũng thích. Nếu mà mình về Sài Gòn thì mình có thể tới quán uống cà phê và nhìn ngắm những cái đồ cổ trong cái chợ đồ cổ này rất là thú vị. Dung rất là thích và Dung có dịp Dung sẽ quay trở lại. Dung xin được gửi tới cô chú anh chị xem để biết được một cái điểm mới ha. Dung xin kết thúc video tại đây ha. Dung xin cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết video của Dung và Dung xin hẹn lại video kế tiếp nha. Bye bye.